Tâm Fashion xin chào các bạn. Mẫu tiếp theo hôm nay hướng dẫn với mọi người chính là cái mẫu được theo yêu cầu của bạn khán giả nào đó đã nhờ mình hướng dẫn cái đầm nhúm như thế này. Vậy cái đầm nhúm trên ngực và dưới thùng váy thì các bạn thấy nó khó như thế, nhìn thì nó như thế nhưng mà nó rất là đơn giản. Để cắt được cái đầm này, các bạn vào Tâm Fashion để cắt cái rập đầm xòe chữ A bình thường cho mình, đúng không ạ? Và chiều dài của đầm thì các bạn cứ cắt theo cái ý của các bạn, muốn dài bao nhiêu thì các bạn cắt, và mình hướng dẫn cái thùng phía trên để xoay chuyển cho các bạn thôi nhé. Vậy bây giờ khi mà có cái rập đầm như thế này thì các bạn sẽ lấy cho mình như sau. Từ cái phần chính ngang tim ngực này, đây là phần tim ngực này, đúng không ạ? Đây là phần tim ngực thì chúng ta phải biết được là nhìn trong cái hình ấy, cái phần rã ngang tim ngực nó nằm ở đâu. Đây, cái phần này, đây là tim ngực này, đúng không ạ? Và bên dưới tim ngực khoảng là 3 cm, từ đây xuống dưới khoảng 2 cho tới 3 cm, nó chính là cái điểm để cho chúng ta làm cái điểm nhọn đưa lên trên. Vậy đây là đường chân ngực. Đây là đường chân ngực này, đúng không ạ? Đường chân ngực gióng ra thẳng là tới đây. Từ cái đường chân ngực này, các bạn sẽ lấy xuống đây cho mình khoảng 1 cm đi. Đó. Sau đó từ đây, từ đường ngang cái phần tim ngực này, các bạn lấy xuống đây khoảng 2 hoặc là 3 tùy các bạn. Và mình lấy xuống đây là khoảng 2 này. Sau đó mình nối cái đoạn này vào đây. Đó. Sau khi mình nối cái đoạn này vào đây thì mình sẽ đánh cong cái phần này vào cho nó. Đây, xuống này. Đánh cong phần này xuống là 1 cm. Đấy, thì nó sẽ được cong cái hình như thế này. Tiếp đến sau khi xác định được cái đường này, đánh cong này, thì các bạn sẽ thấy được là từ cái đường này xuống đến đây, nó to bản khoảng 8 cho tới 9 cm thì tùy các bạn muốn cho nó xuống bao nhiêu. Nếu xuống tới 8 thì chúng ta đo từ đây xuống đây là 8. Còn nếu là 9 thì đo từ đây xuống đây là 9. Và lấy đều sang bên này cũng là từ bằng đó xuống đây. Và các bạn nối cái điểm bên đó sang bên này. Đấy, nhớ nhá. Từ đây xuống đây là 8 hay 9, nối thẳng và đánh cong nó. Nếu trên này các bạn đánh cong bao nhiêu thì xuống dưới này các bạn cũng đánh cong bấy nhiêu. Đó, để làm gì? Để đảm bảo rằng là cái đoạn này khi các bạn cắt xong thì nó to bằng nhau, đúng không ạ? 8 hay 9 hay 10 đều được hết, miễn là khi cắt chúng ta cắt xong thì nó bằng nhau. Và bây giờ các bạn nhìn này, khi các bạn cắt thì chắc chắn là cái đoạn này sẽ bị rã ra này, đúng không? Đoạn này rã ra và cái mảnh ở giữa này thì cái phần ni này chúng ta thu lại, đúng không? Và tiếp đến nhìn trên cái phần này thì nó có một cái đường dây lên cổ. Vậy cổ chúng ta sẽ tính như sau. Lấy luôn cái cổ chính này và chúng ta lấy cái điểm nhọn ở trên đầu này này. Chúng ta kéo xuống tới cái điểm ngang này. Đó, kéo xuống ngang cái đường này. Thì khi các bạn cắt ấy, các bạn may cái phần nẹp này, các bạn kéo xuống đây, các bạn sẽ lấy vào đây cho mình khoảng 2,5 cm. Từ 2,5 cho tới 3 cm chính là cái miếng nẹp đi xuống dưới đấy. Thì kéo như thế này, miếng nẹp này sẽ đi xuống đây. Và tương tự khi nó xuống dưới đây rồi thì các bạn phải bắt nó thẳng xuống dưới này. Đó. Thì cái đường này nó sẽ đi từ dưới này 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 này. Đó. Và khi các bạn may xong thì cái đoạn này này nó sẽ được khít vào với nhau. Các bạn đánh hơi nhẹ nhẹ cái đường này, các bạn may cắt thì thẳng như thế này. Và khi các bạn may ấy, thì các bạn sẽ đánh hơi nhẹ nhẹ cua cái đường này này cho nó đều đấy đó. Để cho nó nhẵn nhẵn cái đường này, cho nó trơn xuống, đừng để nó gãy hình chữ V ở đây. Và các bạn may cái đường này thì nó sẽ ra cái nẹp ở phía thân trước của chúng ta. Cái đường này tách ra ở đây này, các bạn hình dung chỗ này này. Đó, thấy không ạ? Và cái đường này cắt tách ra thì chúng ta cứ đánh cong mướt cho nó thì nó sẽ ra. Đó, và nếu bạn nào muốn cho cái cổ nó hẹp thì mình lấy luôn ở cái điểm này, đúng không ạ? Còn nếu bạn nào mà không muốn cái cổ nó hẹp, muốn cái cổ nó thoáng và rộng ra thì thay vì lấy cái điểm này vào đây thì chúng ta sẽ lấy ngược vào đây cho nó thêm khoảng 1 cm hoặc 2 cm. Và chúng ta đánh ngược nó ra ngoài này này. Đó, thì nó sẽ được rộng cái phần cổ. Tiếp đến là cái phần này chúng ta bấm tách ra thì cái phần ở dưới này này chúng ta cũng bấm tách ra như thế này. Đó, vậy là cái miếng ở giữa nó đây, đúng không ạ? Cái phần này chúng ta đánh cho nó gọn. Này là mình chừa cái phần ni này để tí mình xoay chuyển ni thôi. Đó, và bây giờ các bạn nhìn nhá, cái phần phía trên này, các bạn thu cái phần này, bỏ cái phần ni này đi. Chúng ta sẽ gắn vào đây này, thì chúng ta sẽ cắt cái phần này. Đó, sau đó chúng ta sẽ đặt nó vào đây. Đó, và chúng ta gắn nó vào đây nhé. Các bạn gắn làm sao mà
nó vừa cái phần ni của chúng ta. Nếu nó có hụt một xíu 3 ni hay không, 0,3 ni không sao hết, miễn làm sao nó êm như thế này. Đấy, phần này. Tiếp đến cái phần thân trước vòng ra thân sau thì bây giờ các bạn sẽ nhìn cho mình nhá. Phần thân trước nó như thế này, đúng không ạ? Nó có một cái nẹp như thế này và nó đi lên phía thân sau. Thì cái phần thân sau này, nếu như thân trước mà cái nẹp của các bạn lấy 2,5 hay 3 thì cái phần thân sau này chúng ta cũng lấy đúng vào cái phần phía trong. Đấy, là từ 2,5 cho tới 3 để cho cái phần nẹp này nó bằng, đúng không ạ? Và khi chúng ta cắt nẹp thì chúng ta chỉ cần cắt một cái vải xéo chạy dài gấp đôi và chúng ta may tra vào phần cổ thì nó sẽ ra cái phần cổ này. Đấy là cái dây nhá. Và tiếp đến các bạn phải lưu ý cho mình cái phần cổ sau này này. Bình thường chúng ta hay đánh phần cổ sau xuống như bao nhiêu, đúng không ạ? Chúng đánh xuống khoảng 3 cm, từ 3 cho tới 4 cm ở cái đằng sau đây này. Thì nếu mà cái đằng sau này, nếu chúng ta may cái phần dây này ấy, thì chúng ta nên đánh cái phần này ít thôi. Ví dụ chúng ta đánh xuống đây khoảng 1 cm thôi này. Đấy, đánh xuống đây khoảng 1 cm. Và khi chúng ta đánh cái phần này, chúng ta sẽ đánh cong xuống đây. Đó, thì cái độ cạn này này nó sẽ được ít. Và thay vì cái phần dây này này nó nằm ở cái phần này, nếu chúng ta đánh cong như phần tra cổ sơ mi thì nó có phần chân cổ ở phía trên nó khác, đúng không ạ? Còn nếu không thì chúng ta không cần phải đánh cong cái phần này, đúng không ạ? Chúng ta đánh thẳng nó sang ngang đây. Đây, các bạn nhìn nhá. Mình sẽ đánh nó sang ngang như thế này, đúng là cái phần cổ sau của nó đây này. Và đánh sang ngang, sau đó đánh cong cái phần thân sau này đúng bằng cái phần cổ của chúng ta có. Còn nếu không thì có thể đánh cong xuống 1 cm, sau đó cũng khuyết phần cổ này, đúng không ạ? Và sau khi chúng ta đánh thẳng hay đánh cong thì chúng ta cũng đánh như thế này. Đó, và chúng ta đã cắt cong cái phần cổ ở cái phần cổ ở phía trên này. Sau khi cắt rời như thế này thì chúng ta sẽ dán nó vào cái phần đằng này này. Đấy, thì chúng ta sẽ hình dung được là cái đoạn cổ này nó dài bao nhiêu. Thì như mình hướng dẫn rồi, các bạn chỉ cần cắt một tấm vải xéo và độ dài của nó như thế này và tra thẳng vào cái cổ là nó xong. Còn nếu mà các bạn không cắt vải xéo mà cắt vải thẳng thì hơi dựng cổ một tí. Còn nếu mà các bạn muốn cho nó êm thì các bạn sẽ cắt cho mình một tấm nối liền như thế này và đánh cong cái phần đằng sau này. Cái phần chỗ này vẫn là gấp đôi, còn cái phần này các bạn cắt hai lớp để các bạn may lộn cái phần này thì nó sẽ êm, đúng không ạ? Còn tốt nhất là các bạn cứ cắt vải xéo cho mình và tra thẳng vòng quanh là xong. Còn nếu không thì cắt vải ngang, còn tuyệt đối đừng cắt vải thẳng, nếu không thì nó sẽ không mo cái phần cổ sau này cho các bạn đẹp được. Các bạn hình dung nhé. Vậy là cái phần ở trên cổ là rồi, tiếp đến cái phần ở dưới này này. Nếu cái phần thân trước của các bạn từ cái trên cái vòng nách này xuống đây là bao nhiêu, đúng không? Để chúng ta hạ cái phần cúp dưới ở phía này này. Thì cái phần này chúng ta, cái phần thân trước nó đánh cong, nhưng phần thân sau chúng ta không cần đánh cong. Chúng ta sẽ đánh thẳng nó sang đây. Đấy, và cái phần cúp ngang ở thân dưới chúng ta tính là 8 hay 9 cm hay 10 cm. Thì chúng ta cũng lấy từ đây xuống đấy là 8, 9, 10. Sau đó tách ngang cái phần này ra và nối cái thùng váy ở phía dưới vào đây là xong cái phần thân sau. Các bạn thì để tí chúng ta làm cái đường nhúm luôn. Và bây giờ chúng ta bỏ cái này ra bên này này, đúng không? Chúng ta sẽ xử đến cái phần váy này. Đấy, khi chúng ta để như thế này, chúng ta chỉ cần mở váy ra. Thì đây là một tấm nhỏ này. Để cho chúng ta dễ nhìn hơn thì đây là một tấm to, đúng không ạ? Và đây là một tấm nhỏ tượng trưng cho nó. Thì mình sẽ làm một tấm như thế này để cho các bạn bé bé các bạn dễ nhìn hơn. Thì các bạn sẽ, đây là cái tấm bé có ni này, đó, ni ở đây. Sau khi có như thế này thì các bạn sẽ rã cái phần này ra cho mình. Đó, và các bạn rã tung cái thùng váy. Sau đó là nếu các bạn muốn cho nó chỉ nhúm ở trên cái phần eo này mà không nhúm ở phần dưới thì các bạn sẽ mở nó ra như thế này này. Đó, và các bạn mở dần nó ra như thế này. Đó, thì khi các bạn mở ra thì các bạn sẽ lấy dấu đường này, đúng không ạ? Và chúng ta nhúm phần eo này vào thì nó ra cái phần phía trên, trên eo. Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai là nếu các bạn không muốn giữ nguyên cái phần này mà các bạn muốn xòe ra thì các bạn sẽ tách ra cho mình. Các bạn sẽ tách ra như thế này này, đó. Và mỗi khoảng cách thay vì nó liền thì bây giờ các bạn lại tách nó ra như thế này. Và cái phần như... Đó, các bạn hình dung cái phần này. Nó chính là cái phần đây này. Đó. Và khi cắt xong thì nó như thế này và các bạn tra nó vào cái phần phía trên. Đây, cái phần đây này. Đúng không ạ? Nhúm vào, đưa vào đây là xong. Vậy sau khi xong cái này rồi thì các bạn sẽ tính tiếp đến cái phần ở phía trên này cho mình. Đây, cái phần phía trên này, đây là phần cổ này. Chúng ta sẽ cắt cái phần này đi này.
Đây nhá, các bạn sẽ cắt như thế này. Đó. Và sau khi cắt thì cái phần này chắc chắn là các bạn cũng phải cắt nó đi. Vì đây chính là phần nẹp nhá các bạn nhá. Cái phần nẹp này của các bạn này. Đấy, mình không cắt nó rời ra để cho các bạn nhìn cái phần. Bây giờ chúng ta sẽ đưa cái đường nhúm vào nhá. Vậy bây giờ cái thân ở phía bên này chúng ta nhìn này, bắt đầu từ trong cái hình này thì chúng ta nhìn là nó nhúm bắt đầu từ cái phần bên dưới của cái phần tim ngực này, lùi sang phía bên sườn, còn cái phía bên này không hề nhúm. Thì chúng ta sẽ kéo thẳng một đường lên trên đây cho mình, đúng không ạ? Sau đó là các bạn sẽ lấy cho mình một cái đường tiếp theo từ cái nhọn này, từ cái đường góc tam giác này, đưa lên tới trên này kẻ một đường nữa. Và tiếp đến các bạn nhìn là nó nhúm thì nó nhúm trên vai, đúng không ạ? Và nó nhúm dưới này, chứ nó không nhúm ở cái vòng nách này. Các bạn đừng cho nó nhúm vào đây. Nếu các bạn muốn cho nó nhúm thì khi các bạn tra tay, các bạn cũng phải nhúm cái đoạn này vào cho nó đúng bằng không số của đoạn này thì nó sẽ đúng. Đấy là cách để cho các bạn nhúm. Còn nếu các bạn muốn cho nó giữ nguyên để cho cái vòng tay này nó vẫn được chuẩn thì chúng ta chỉ cần lấy một đường đi thẳng xuống dưới này, và tiếp đến cái đường này chúng ta đi thẳng xuống đây, và cái đường giữa này chúng ta đi xuống đây. Và khi bóc tách ra thì chúng ta sẽ bấm tách ra, chỉ bấm tách ra chỉ hai cái phần này thôi. Còn cái phần này chúng ta giữ nguyên cho nó để đảm bảo vòng nách của nó không bị xoay chuyển, các bạn hình dung nhá. Và khi các bạn bấm ra như thế này này. Đó. Và tiếp đến cái trường hợp số 2 là sẽ bấm ra như thế này. Đó, và hai cái phần này sẽ bực bấm tách ra. Đây nhá các bạn nhìn nhá, hai cái này sẽ được tách ra như thế này. Đấy, còn cái phần này thì không được tách ra. Cái phần này chỉ bấm như thế này thôi. Đó, các bạn nhìn nhá. Thì hai cái này sẽ đặt tách ra như thế này. Còn cái phần này sẽ được xoay như thế này này. Đó, và chúng ta nhúm hết cái phần phía dưới này, phần phía trên nhúm ở cái độ này, còn chỗ này không cần nhúm. Vậy nào các bạn hiểu rồi nhá. Vậy đây mình đã có một cái tấm sẵn cho các bạn xem là sau khi mình dán ấy, thì nó như thế này. Đây các bạn nhìn như thế này, đúng không ạ? Thì sau khi mình dán xong thì mình sẽ có một mảnh như thế này. Và các bạn đặt này, đây mình sẽ đặt cái mảnh này. Đây là đặt vô đây. Đó, vậy thì cái đoạn này này nó được nhúm nhiều hay ít thì do các bạn nhé. Cái đoạn đây này, cái tay này thì chúng ta thấy là nhiều cái tay lắm rồi, và mình lấy đại một cái tay mà mình đã cắt đây này. Đấy, đầu tiên là các bạn kẻ thẳng một đường cho mình, đúng không ạ? Và các bạn cộng cái phần này ra phần nhúm cho mình khoảng 5 cm, từ 5 cho tới 10 cm nếu mà cái tay của chúng ta bằng lưới von mỏng. Còn nếu bình thường cứ cộng từ đây, từ đường chính này sang đây là 5 cm, sau đó lấy sang bên đây là một phần, đây 1/4. Cái phần tay thì nó đơn giản, các bạn đã được cắt nhiều rồi, nó là tay phồng nhúm đó. Thì các bạn sẽ lấy cho mình một đường thẳng, đúng không ạ? Vuông góc với cái đường thẳng này. Và từ cái đường thẳng này các bạn lấy ra đây cho mình là 5 cm để nhúm đấy. Còn cái phần này các bạn sẽ lấy 1/2 của bắp tay này, cộng với 3 cm cử động, và lấy cái phần vòng xéo này thì nó ra tay cơ bản ở cái đoạn này này. Từ đây ra đây là tay cơ bản này, thấy các không ạ? Và các bạn muốn cho nó nhúm thì các bạn chỉ cần kéo thẳng nó ra đây. Đó, kéo thẳng từ đoạn này ra đây thì nó ra cái độ nhúm thứ nhất là độ nhúm hơi nhẹ. Nhúm không có phồng, các bạn nhớ nhá, khi mà mình kéo thẳng từ cái đường này ra cái đường này là nhúm, có nhúm. Nhưng mà độ nhúm thì nó sẽ nhúm cái chiều ngang này này, vì cái đoạn 5 phân này, 5 cm này có này. Nhưng mà cái đoạn là phồng nên không có, và đúng không ạ? Nhưng nó chỉ là nhúm thôi, chứ nó chưa có phồng các bạn nhá. Và các bạn lưu ý là cách các bạn cách cắt phồng như sau. Nếu muốn cho nó nhúm thì nó đi thẳng, và muốn cho nó phồng thì nó phải đi ra. Đi ra tức là từ cái đường chính này các bạn sẽ ra ngoài phía này cho mình từ 4 cho tới 7 cm. Nếu các bạn muốn cho nó phồng 2 cm là cái độ phồng trên đầu vai ấy, khi mà nó được mo lại này, đúng không? Và nó co lại, nó phồng 2 thì tức là cộng 4, nó phồng 3 thì tức là cộng 6. Đấy, thì chúng ta cái lấy từ bên đây này, nên đây từ 4 cho tới 7 cm. Nếu chúng ta muốn phồng nhiều hay phồng ít thì trung bình như trong hình ấy là nó phồng khoảng 4 cho tới 5 cm, là từ đây nên đến đây. Và các bạn kẻ xéo lên đường này, sau đó các bạn đánh cong cái phần này lên cho mình khoảng là 3 cm thì nó sẽ ra cái phần phồng nhá. Cứ đánh cong cái phần này từ đây nên đây là 3 cho tới 4 cm, và chúng ta nhúm cái phần này lại thì nó sẽ ra phần phồng. Còn cái phần dưới này, cái tay dài ấy, chúng ta sẽ lấy tay dài của nó nè. Ví dụ tay dài của nó bao giờ các bạn lấy từ trên đầu này, các bạn trừ đi cho nó một nửa từ đây đến đây, chia đôi ra.
Và các bạn lấy tay dài này thì lấy tay dài khoảng là 25 cm. Sau đó các bạn sẽ lấy cái phần này đánh cong vào khoảng 1 tới 2 cm và chúng ta nhúm thun được cái đầu này như trong tay ấy thì nó sẽ ra cái tay mà chúng ta đang là muốn học vậy nhá. Vậy là sản phẩm của chúng ta đã xong rồi. Nếu mà các bạn thấy nó hay thì chúng ta lại đăng ký kênh để xem video mới nhất và like ủng hộ kênh Tâm Fashion các bạn nhé. Chào tạm biệt tất cả các bạn.